ơi mấy bạn ơi, mình lại bị bắt vào trong tù nữa rồi mấy bạn ơi. Trời ơi là trời. Sammy ơi, tại sao vậy? Tại sao mà hai đứa mình bị bắt trong tù hoài vậy Sam? Trời đất ơi, tự nhiên ông đánh tôi ai vậy? Ông chọc giận người ta chứ bây giờ người ta bắt vào tù nè, biết không? Tôi chọc giận ai đâu. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, mấy bạn hãy xem đây. Hiện tại là mình và Sammy đang bị nhốt ở trong một cái nhà tù màu xanh mấy bạn ơi. Đó, một cái nhà tù màu xanh lè xanh lét luôn, như con bỏ chét luôn. Trời ơi trời, mình không biết cái nhà tù làm tại sao người ta lại giàu quá nổi mà người ta làm nguyên cái nhà tù bằng gọi là ngọc lục bảo luôn Sammy, ghê không? Bây giờ mà ghê, bây giờ tôi muốn thoát khỏi cái chỗ này ngồi đó mà ghê. Trời ơi trời, bắt vô tù. Mấy bạn ơi, mình không hiểu luôn nha. Một cái người vừa đẹp trai, vừa xấu muối, vừa gọi là hiền lành như mình mà tại sao suốt ngày cứ bị bắt đi trong nhà tù hoài ta? Chắc tại vì người ta ganh tị với vẻ đẹp trai của mình. Tại vì sao? Bởi vì mình là phong cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world mà, đúng không mấy bạn? Ok. Rồi, nhưng mà nói chung bị bắt vô tù rồi buồn quá. Thôi, sao ơi, chắc là tôi với bà phải tìm cách để vượt ngục thoát ra khỏi cái nhà tù rồi thôi Sam ơi. Trời ơi, tất nhiên chứ nữa. Nhìn cái tôi là trời đất ơi, ghiền ra vào tù mặc cái bộ đồ nhìn xấu thế ớn luôn á trời. Bộ đồ tôi bị bóc quần lè, bắt mặc áo tù. Trời ơi bạn ơi, các bạn hãy coi nè, mình với Sammy bị bắt ở trong tù, xong người ta bắt mình với Sam phải mặc cái bộ quần áo gọi là của nhà tù nữa bạn ơi. Sọc sọc sọc, nhìn gọi là xấu gì đâu luôn á, mình không chịu đâu. Cho nên mình quyết tâm phải thoát ra khỏi được cái nhà tù này các bạn ơi. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Và cũng đừng quên là hãy qua đăng ký họ cho Sammy nước nha các bạn nha. Rồi ok. Trời ơi, đã tôi hỏi. Bây giờ chúng ta cùng nhau vượt ngục ra khỏi cái nhà tù rồi thôi. Hay trời ơi là trời, để mình xem coi cái nhà tù này là cái nhà tù như thế nào đây. Để qua qua đây xem coi, qua đây xem coi. Ui, sao, qua đây. Ủa gì vậy? Tôi thấy ở bên cái nhà tù này nó có ba cái con gì mà nhìn nó gọi là thấy ghê quá nè Sam ơi. Qua đây. Trời đất ơi. Hình như đang thua lùi đúng không ơi? Hình như tôi biết rồi, biết sao? Đây biết lên mấy con gì không? Con này là con gì? Anh da đen đó. Anh da đen cái đầu bà cha anh da đen. Mấy cái anh da đen mà khiên hòm á. Trời ơi trời. Luôn. Tào lao, mấy anh da đen khiên hòm làm sao bị nhốt vô trong tù được? Chẳng lẽ mình qua bên đó xong mấy ổng khiên hòm mình luôn hả? Tào lao. Tôi nghi rằng là đây chính là gọi là mấy con thổ dân á. Ủa thật không? Sao không biết được? Đúng rồi. Trời ơi, từ từ để tôi kiếm coi có cái vũ khí gì để mình chiến đấu với mấy con thổ dân này không ta, để xem coi. Ủa sao đây nó có mấy cục xương nè. Nó có mấy cục xương nè, hình như để quýnh với mấy con thổ dân chúng ta phải dùng xương để quýnh nó mấy bạn ơi. Ồ, ngầu dữ ta. Ủa Sammy cầm cục xương nhìn gọi là đúng kiểu như là thổ dân luôn á. Ôi trời. Vô nhưng em vô nhiên. Rồi qua giết mấy con quái kìa. Qua đây tôi coi coi. Ui mấy bạn ơi. Ui mấy bạn coi thổ dân kìa, nó đang nhảy múa kìa bạn ơi. Trời sao á. Ôi, trời. Nhưng mà Sam ơi, tại sao mấy con hổ dân này, tôi nhớ là mấy con này nhỏ lắm mà sao bây giờ con này nó to gấp mấy lần mình luôn vậy Sam? Tôi biết đâu, trời ơi, nó giống kiểu bị phóng to không? Cười quá à. Mấy bạn ơi, hình như cái nhà tù màu xanh này không phải là một cái nhà tù bình thường đâu các bạn ơi. Mà nhà tù màu xanh này chính là một cái nhà tù có những con quái vật gọi là siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Thôi, mình phải lưu điểm hồi sinh lại trước đã, rồi sau đó mình mới đánh bằng nó được. Đấy, hey, đâm vô đít mày nè. Ui, đập nè. Ôi, sao? Ủa gì kỳ vậy? Sao mấy con quái vật này nó yếu xìu quá Sam? Quýnh nó mấy con mấy cái nó chết rồi. Tôi biết rồi, mấy con này to thôi chứ nó yếu xìu ha. Trời ơi là trời, tưởng cái gì? Hóa ra chỉ là mấy con quái vật yếu đuối. Mày hả mày? Ôi trời. Tính ra tôi quýnh nó có cái nó chết queo luôn Sam. Tôi lượm được kim cương rồi nè. Ui mấy bạn ơi. Trời, tưởng cái gì? Hóa ra mấy con quái vật này nhìn nó to to rồi thôi chứ nó yếu xìu à. Quýnh con cái chết queo. Ok, để mình chế tạo gọi là nó thành gọi là một cái chìa khóa để chúng ta gọi là qua bên cái phòng tiếp theo nha. Ok, mở cửa nè. Khoan từ, để mình xem cái phòng tiếp theo là con gì đây. Ủa gì vậy? Tôi đứng ở bên đây tôi không thấy con gì bên đó hết à. Chắc mình phải bay qua. Ê Phong ơi, trời đất ơi, đây trên này nè, nhìn lên, ngước lên. Ủa đâu? Thôi để tôi coi. Trời ơi bạn ơi, có con gì nó bay trên trời kìa. Trời ơi là trời. Tìm sim vậy? Con gì mà nhìn nó tím liệm tìm sim mà nó bay trên trời. Nó ơi Sam, cái con này tôi nghi nó là con quái vật đó bởi vì nó có một con mắt rồi Sam ơi. Thì tất nhiên rồi, ông nghĩ nó có người à. Trời ơi trời, nói điều ai cũng biết không nội. Để tôi cái gì chứ mấy con quái vật này tôi quýnh nó chứ. Mày nhốt con tao. Ui con này mạnh ghê. Ui cha, trời đất ơi, nó đánh tôi nè. Trời ơi mấy bạn ơi, con này khỏe quá à, nó quýnh mình có một cái thôi mình chết queo luôn bạn ơi. Ok, lưu điểm hồi sinh lại nè. Quýnh nó tiếp. Ui, cẩn thận mày, nha Phong. Đó, mày nghĩ mày to à? Cái gì vậy Sam? Cái con này nó bay cao vậy nhưng mà bà lùng tịch rồi, bà nhảy là không được ha. Trời ơi, không ngủ kìa, ông cà khịa tôi. Cà khịa nhưng mà cà khịa. Để tôi xem rồi. Coi
để tiêu diệt được mấy con này á thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải đặt một cái block nào đó cao lên, lại gần nó mới quýnh nó được, hiểu không? Ừ, chắc vậy thôi chứ bây giờ hai tụi mình lùn bay nhau luôn á. Nó bay lại gần mình nè. Mày nè, mày nè, mày nè. Sao mà đấm tôi có cái tôi chết rồi. Ghê, Sammy đã đập được một con rồi nè. Ê, còn con bên đây nè, còn bên đây nè. Ôi, mày hả mày? Bay nè, mày tưởng mày bay mày ngon hả? Xuống mày tưởng mày bay ngon hả? Mày sợ bọn tao mày mới bay đúng không? Mày. Trời ơi. Mày hả mày? Ui. Trời ơi, dễ dàng rồi con. Quá đơn giản. Rồi còn con cuối cùng nè các bạn ơi. À. Đó, mày hả mày? Đứng cái này tao đánh mày luôn nè. Ăn xương đi, mày ăn xương đi. Mày tao cho mày ăn cục xương nè. Mày. Ôi con này hình như hồi nãy nó hình như nó to quá cho nên nó không dám. Nó không quýnh được mình sao mày? Có đây nha. Ê, trời đất ơi. Được thêm viên kim cương nữa nè. Quá đơn giản bạn ơi. Mới đó mà mình với Sammy đã vượt qua được hai màn rồi. Rồi để mình gọi là chế tạo một cái chìa khóa bạn ơi. Đó, chế tạo thêm một cái chìa khóa nè. Trời ơi, đơn giản không ơi, trời đất ơi. Quá đơn giản, ok. Mở phòng qua phòng tiếp theo nè. Ủa, phòng tiếp theo là gì đây? Gì mình nhiều đá vậy? Ôi sao mà tự nhiên cái phòng tiếp theo nó có nguyên một cái bức tường đá cao ơi là cao luôn nè. Qua được không ta? Không được. Trời ơi, tào lao. Bà nghĩ sao vậy? Bà mập như heo vậy. Cái chỗ này có chút xíu à. Làm sao chui qua được? Mập như heo. Ai da, ai da. Sao vậy? Ai mà mập như heo á? Vô chi. Trời ơi, Sammy này quýnh tôi còn có 20 máu luôn nè, Sam kỳ quá. Từ luôn để quýnh nha. Ông chết nè. Đó, ok. Đó, tôi tốt không? Ai cái bà kia. Cái bà kia bà tốt ghê luôn ha. Tôi là người yêu của bà mà quýnh tôi luôn. Vô duyên. Ở tôi xem coi. À, ở chỗ này là mình đang thấy có một cái cây cung nữa bạn ơi. Với lại một cái mũi tên. À, cái này để làm gì ta? Mình thấy cái này nó quen quen nè bạn ơi. Từ để xem cái cửa này mở được không? Cái cửa này nó mở không có được. Vậy giờ sao ta? Ơi Sam, bên kia nó có một cái nút kìa. Giờ làm sao qua đây? Trời đất ơi, nó chơi chiêu rồi. Giờ sao đây trời? Đơn giản lắm. Trời sao mà thông minh bằng Phong được. Đơn giản thôi. Là mình chỉ cần dùng cây cung này nè. Mình ngắm vô đó, hiểu không? Sau đó mình bắn. Thằng đó, lái xe mở cửa. Hay vô. Ghê không? Xịn luôn. Coi Phong nè, Phong bắn một lần rồi dính luôn nè. Coi nè, bắn một lần là dính luôn á. Ấy ghê vậy. Đó, thấy chưa? Một phát một thôi là mở cửa luôn, thấy không? Rồi đi qua. Ê. Cho tôi bắn một cái được không? Trời ơi. Nè. Rồi. Ok. Để tôi xem coi Sammy gọi là thể hiện trình độ bắn cung như thế nào nha. Đó. Hay nhi cha. Ồ, ghê chưa? Wow. Giỏi dữ ta. Ghê. Thôi Sam đứng ở đây đi. Phong chỉ cho Sam này hay lắm nè. Đó, Phong chỉ cần lại đây, Phong lượm cây cung, thế là Sam ở bên đó luôn. À ok, được, làm tôi bắn ông nè, ông gì đâu muốn vậy? Ông muốn. Nè bắn đi. Nè tôi núp ngay chỗ này nè, thách bà bắn được tôi á. Ông mở không? Tôi dắt bây giờ nè. Bây giờ bà tôi chỉ nè, bà tự dùng cung mà bắn thêm lần nữa đi. Trời ơi. Trời ơi, đơn giản với con kỳ á. Đây, thôi nhanh. Ui trời ơi. Tôi chỉ muốn thử thách bà xíu thôi chứ có gì đâu. Ok, bây giờ mình qua phòng tiếp theo nè. Phòng tiếp theo là gì đây? Ui. Phòng tiếp theo lại là mấy con thổ dân, nhưng mà lần này là mấy con thổ dân gọi là đang đội một cái đầu của con voi hay là con heo gì đó, nhìn ghê quá. Mặt ngựa đó không? Nó ngắn gọn là vậy đi. Để tôi mở cửa tôi qua thử coi. Quay, mấy con kia. Ê, hình như bọn nó ngủ rồi Sam ơi. Ngủ gì kỳ vậy? Trời, ngủ đứng hả? Tôi không biết, để tôi bắn thử coi. Mày hả mày? Ôi, mày hả mày? Nó thức. Trời đất ơi, bắn chi bây giờ nó thức kìa. Ôi, nó thức cãi đó chứ, mình bắn nó luôn. Tao có cung như mày. Mày. Mày hả mày? Nè. Mày là mày à, đầu trâu mặt ngựa nè. Sam, quay đây. Tôi chỉ này nè. Bây giờ nha, mình có ba con thổ dân ở đây. Tôi là con trai, cho nên tôi sẽ nhường Sam quýnh lần hai con, tôi quýnh một con. Mày bị điên à? Được, không bị điên không? Không giết ba con đi, trời ơi, tôi thù ơi. Ok. Tôi giỡn mà, trời ơi, tôi phải bảo vệ cho Sammy chứ. Này, chết nè. Đâu ghê vậy, trời đất ơi. Hơi. Rồi, chết nè. Mày. Ui, một con nè, mày nè. Mày đầu, hả mày? Mày á mà. Mày đó, trời ơi, ghê quá. Này. Trời ơi, Sam ơi, tính ra nha, là bọn mình gọi là chiến thắng, gọi là biết bao nhiêu màn luôn rồi đó. Ok, để xem coi. Mình rồi mà Phong, trời đất ơi. Chỗ này sao nó không có cho bạn chế tạo, làm sao mình chế tạo được ta? Cái gì kỳ vậy? kỳ vậy. Ok, không sao, để mình qua bên các bạn chế tạo bên đây. Bên đây cũng có bạn chế tạo nè. Đây, thấy nè. Ok, bấm vào đây, sau đó mình sẽ chế tạo cho mình một cái chìa khóa nè.
Ok, rồi đó, chúng ta lưu để màu xanh đi Phong ơi, tưởng thần tụt xuống kia kìa. Ok, lưu để màu xanh nè. Rồi, mấy bạn ơi, bây giờ hiện tại là Phong chỉ còn có 8 máu thôi bạn ơi. Nhưng mà Phong không sợ đâu, bởi vì Phong biết Phong là người mạnh mẽ mà. Trời, một mình Phong chạy. Để tôi giúp ông. À, cái bà kia tính ra từ nãy giờ bà giết tôi hơi nhiều nha. Tính ra mà ông còn 8 máu mà. Xin lỗi nè. Vô duyên. Rồi, xin lỗi. Trời ơi, trời, ok, mở cửa nè. À, tiếp theo là cái gì đây? Mấy bạn ơi, ở trước mặt chúng ta là có những cái con bắn cung kìa. Ui, nó bắn mình, nó bắn mình. Ui, tôi ghét cái map này sao luôn á trời. Sao vậy? À, cái con này mày láo, mày dám bắn tao hả? Mày, đúng rồi. Mày nè, tao bắn lại mày nè. Hơi. Trời ơi, Phong đẹp trai có Phong ơi. Đó, rồi, đúng rồi, giết nó, giết nó. Mày hả mày? Rồi, chết một con rồi nè. Trời, Phong tất nhiên phải đẹp trai rồi. Ok, đi qua đây. Rồi xong, nó bắn trúng đích Phong rồi. Không, Phong bị bắn đích đây. Đau quá. Trời ơi, bắn Phong cần phải để tôi bắn với Phong. Đó. Bắn đâu? Đó, mày nè. Ồ, hay quá. Con kia luôn. Bắn con kia luôn. Mày tao bắn mày nè. Tao bắn mày nè. Ok. Rồi nó chết queo, nó chết queo rồi. Ok, bây giờ mình qua đây. Mình qua đây mình coi ở đây có gì nè. Ô, kim cương. Wow, ok. Ơi cẩn thận. Trời chỗ này. Ôi đau quá. Trời đất ơi. Trời ơi mấy bạn ơi. Nãy Phong ơi. Mấy bạn ơi, cái nhà tù này nó có quá trời gai luôn bạn ơi. Chỉ cần mình đi mà mình không để ý cái là mình sẽ bị đâm trúng gai liền luôn á. Nguy hiểm quá. Nhít miếng vào đâu rồi. Trời đất ơi, quá đáng nghe sợ. Lấy thêm một viên kim cương nè, rồi đi tiếp. Ôi, Phong ơi, cẩn thận. Bật F5 lên đi cho dễ Phong ơi. Bà đừng có đẩy tôi, bà để tôi đi bình thường, đừng có đẩy tôi. Tôi té xuống dưới là chết tôi luôn á. Tôi đang nâng ông mà Phong, tôi có đẩy đâu. Trời đất ơi. Rồi ok. Rồi, lấy thêm viên kim cương nè. Rồi qua đây. Trời ơi. Okay. Trời đau quá. Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm vào đây, xong tôi sẽ chế cho tôi thêm một cái cần gạt nữa nè. Đó, là một cái chìa khóa nha. Ở khoan từ để mình xem coi map tiếp theo là gì. Map tiếp theo là mấy con thổ dân nó quăng giáo á bạn ơi. Mấy con này nhìn nó cũng to to này, nó cũng to hơn mình luôn nha. Trời ơi trời. Mở cửa nè. Qua lưu điện hồi sinh Phong ơi, cả chết. Trời ơi. Cái gì nó lưu điện hồi sinh chết chắc luôn á. Đó, bắn bây giờ mấy con này tôi nghĩ rằng chúng ta phải quýnh từ xa không lại gần được đâu. Tôi bắn đó. Mình tập trung mình bắn một con này trước đi. Bắn mày nè. Ôi Phong ơi, cẩn thận một cái chú ý kìa. Đừng bắt tôi. Ơi sao con này nó hiền quá ta. Hình như nó không quýnh được tôi. Lưu. Nó không biết quýnh hả? Thì ra mấy con thổ dân này nó không biết quýnh sao mày. Vậy thì bắn nó thoải mái rồi. Nó biết. Rồi mấy bạn ơi, mình đã quá xem thường nó rồi. Thì ra con này nó biết nha. Nhưng mà mình phải lại gần nó mới bắn mình. Đúng rồi. Ồ, thì ra là vậy. Không sao. Vậy thì tao sẽ đứng từ xa tao bắn. Mày. Đúng mày. Rồi. Trời ơi. Trời chết đi. Con này luôn. Mày. Lại gần mày nè. Dùng cục xương quýnh mày. Mày. Ôi Phong ơi. Xin lỗi. Ơi Sam ơi. Sam. Xin lỗi. Hình như là bà có thù với tôi đúng không? Sao bà có giết tôi hoài? Cái đầu ông to quá, tôi bắn cái đầu kêu tôi lộn cái đầu ông. Cái đầu ông to ấy sợ luôn á. Trời ơi. Cái đầu tôi nó to là do cái tóc tôi nó to chứ phải do cái đầu tôi to đó, đâu. Trời ơi. Rồi sao? Xin lỗi. Thôi bà xin lỗi gì, bà đang quỳ lạy tôi có. Bà lạy tôi rồi. Tổn thọ. Không được. Ok. Rồi con cuối đã gì vậy? Trời đất ơi, trứng nổ. Mà sao nó to vậy? Đây là một con trứng nổ cực kỳ to luôn bạn ơi. Trời ơi. Từ bây giờ tôi chế cái cần gạt đã. Ồ, từ mình sẽ chế cần gạt nha, xong mình sẽ qua đó mình xem thử bạn ơi. Ok, đi qua. Lưu Điện Phong ơi, trời ơi, cẩn thận nó nổ banh chát á Phong. Banh chát okay. Hết gặp ba má luôn á. Để tôi lại gần nó tôi xem thử coi. Ôi trời, Sam ơi, tính ra là nó to đến nỗi mà tôi chỉ bằng có cái chân của nó thôi nè. Trời ơi. Ui, mà nó to quá ha. Trời ơi bạn ơi. Con trứng nổ này nó to nổi mà mình với Sammy đứng kế bên cũng chỉ to bằng có cái chân của nó thôi các bạn ơi. Mình với hai cái chân của nó phải không? Ê nhưng mà Sammy, tôi nói bà nghe nè, cái con này nè, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm được rất là nhiều món để ăn luôn á, chẳng hạn như là cái trứng của nó nè, tôi sẽ làm ốp la, còn hai cái chân của nó tôi sẽ đem đi tôi làm gọi là chân của trứng nổ hầm xả ớt. Trời ơi, ngon lắm luôn á. Trời ơi, con này tôi thề luôn, làm chắc 8-9 mâm luôn, ăn một vô hết luôn á Phong. Trời, nó to thù lù này luôn á trời. Mấy bạn ơi, cái con trứng nổ này ha, mà mình mà nấu nó lên á ha, là mình mời gọi là hơn 1 triệu bạn fan của mình đến ăn con trứng nổ này có không hết luôn á trời. Ok, thôi để tôi thử coi, tôi quýnh nó, tôi đem nó về tôi làm thịt nè. Từ, để tôi cách xa 50 mét nè Phong ơi, tôi nhìn nó to, tôi sợ lắm rồi á. Rồi tôi cứ đứng xa cho chắc á. Trời ơi, cái đồ nhát gan, có gì đâu mà sợ. Cái con trứng nổ này á, hồi nãy á bạn nhớ không? Cái con mà gọi là thổ dân ở lúc đầu á bạn, nó to vậy á, quýnh có 2 cái chết queo. Thì mình nghĩ con này nó to thế này,
quýnh con cái là chết liền rồi. Ơi, đơn giản, để mình quýnh nó cho các bạn coi nè. Mày hả mày, sợ chưa? Mày hả mày, mày sợ tao chưa? Mày có biết tao là Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh không? Mày, mày, ê, ê, cái gì? Ui, à, trời ơi, động đất hả? Động đất hả, động đất hả, động đất hả, động đất hả? Ủa, ủa mấy bạn ơi, ủa, chuyện gì mới vừa xảy ra vậy bạn? Chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Ghê quá à. Mấy bạn ơi, mình đụng như con trứng nổ. Mình quýnh nó có mấy cái thôi mà nó nổ một phát là cái nhà tù nó banh chành như thế này luôn rồi hả? Anh trứng nổ đẹp trai ơi, bọn em không chọc giận anh nữa. Mày chết mày dạ mày. Dạ ơi, anh đừng đuổi theo bọn em. Bọn em xin phép bọn em về nha. Dạ tạm biệt anh. Dạ lần sau bọn em sẽ ghé thăm anh nha. Dạ tạm biệt, chào tạm biệt. Dạ chào tạm biệt. Dạ em chạy. Đi đây. Chạy. À, trời ơi. Chạy đi, chạy đi. Ui nổ ghê quá. Trời ơi mấy bạn ơi, đúng là không bao giờ được khinh thường người khác. Nhìn con trứng nổ này nó ngu vậy thôi mà nó nổ một phát banh cái nhà tù luôn. Trời ơi, trời các bạn coi kìa, cái nhà tù bình thường nó rất là cứng luôn mà con trứng nổ này ha, nó nổ có chút xíu à mà có nhà tù à, trời ơi nó banh chành. Ủa là trời, Sam ơi, hồi nãy bà có bị thương gì không? Trời ơi, tôi đứng xa, tôi may tôi đứng xa không bị gì không. Trời đất ơi, ghê quá à. Tôi hả? Hình như là tôi nghĩ rằng là con này á, nó chưa muốn giết bọn mình, nó chỉ muốn hù bọn mình thôi, cho nên nó mới cho nổ cái nhà tù ha. Chứ nó mà cho nổ hai đứa mình thì hai đứa mình banh chành luôn á trời. Trời ơi trời. Ghê quá à. Nguy hiểm quá bạn ơi. Thôi nhưng mà không sao, dù gì thì mình và Sammy cũng đã thoát ra khỏi được cái nhà tù này rồi. Mặc dù là cái con chùm cuối nó vẫn chưa chết, nhưng mà thôi trốn được rồi bạn ơi, tại con chùm cuối thì nó khỏe quá. Còn nếu như bạn nào mà mình muốn mình giết con chùm cuối này luôn thì bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Nhìn cái con này nó ngứa mắt quá, hãy để mình giết nó luôn đi. Mày ơi, ông ơi, đừng có chặt nó, nó nổ bánh xác hết rồi mà nó cứ chạy đi ông nội. Chạy đi. Đúng rồi ha. Thôi chắc mình không nên chọc đâu các bạn ơi. Chạy về nhà, nhanh lên. Trời ơi, mừng quá thoát khỏi được cái nhà tù rồi, mừng ghê luôn trời.